Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có rất nhiều nhà yêu nước, chiến sĩ cách mạng với những phẩm chất tốt đẹp góp phần quan trọng cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những tấm gương tiêu biểu có một vị tướng quê ở Hưng Yên, đó là Nguyễn Bình, nhà cách mạng trung kiên, nhà chỉ huy quân sự tài ba, trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong video hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về chân dung của một vị trung tướng với khát vọng bình thiên hạ nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Trung tướng Nguyễn Bình, 30 tháng 7 năm 1908, 30 tháng 7 năm 2024. Trung tướng Nguyễn Bình, tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1908 trong một gia đình hiếu học, yêu nước tại thôn Yên Phú, xã Tinh Tiến, nay là xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ tuổi nhỏ, Nguyễn Phương Thảo đã nổi tiếng trong vùng là người thông minh, ham học hỏi, có sở thích ham đá bóng, đọc sách, chơi thể thao và đặc biệt là luyện tập võ nghệ. Năm 1919, sau khi học xong chương trình tiểu học, Nguyễn Phương Thảo được anh trai là Nguyễn Thế Nức đưa xuống Hải Phòng học tiếp bậc trung học. Cậu thanh niên ấy đã sớm hình thành trong mình phẩm chất của một thủ lĩnh, bản lĩnh bất khuất hơn người. Ngay từ năm 16 tuổi, không chịu được ách thống trị của thực dân Pháp, Nguyễn Phương Thảo hăng hái tham gia phong trào cách mạng tại Hải Phòng. Năm 1927, trước sự truy lùng của thực dân, Nguyễn Phương Thảo tìm đường vào Sài Gòn tiếp tục hoạt động. Một năm sau, vừa tròn 20 tuổi, chàng thanh niên xin gia nhập Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo. Khi tổ chức này đang tích cực hoạt động chống thực dân Pháp, con đường cách mạng của chàng trai trẻ đã rẽ theo con đường mới vào năm 1929, khi Nguyễn Phương Thảo bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Chính trong chốn địa ngục trần gian này, ông đã được những người tù cộng sản giáo dục giác ngộ để có sự chuyển đổi về nhận thức, thay đổi về quan điểm, tư tưởng chính trị. Và sự chuyển hướng đó đã khiến chàng trai yêu nước bị những kẻ cầm đầu tù Quốc dân Đảng đã tiến hành thanh trừng và dù thoát chết, mắt trái của Nguyễn Phương Thảo đã bị tàn phế vĩnh viễn. Năm 1935, Nguyễn Phương Thảo được ra tù, trở về và bị quản thúc tại quê hương. Trong thời gian này, ông thay tên thành Nguyễn Bình với ý nghĩa Bình là Bình Thiên Hạ. Bất chấp sự quản thúc của chính quyền thực dân, ông tích cực tham gia các phong trào đấu tranh và đã thu hút được nhiều thanh niên có chí khí đến nhà cùng luyện tập võ nghệ. Không chỉ hoạt động ở quê nhà Hưng Yên, ông mở rộng tầm ảnh hưởng tới Hải Phòng, bắt mối với Tô Hiệu, Tô Quang Đẩu, Trần Huy Liệu, Hạ Bá Cang, Hoàng Quốc Việt. Là những nhà cách mạng ưu tú lúc bấy giờ. Những năm 1940, không khí cách mạng ở các tỉnh trên cả nước diễn ra sôi sục với nhiều cuộc khởi nghĩa chấn động như khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ. Cùng với đó, sự ra đời của mặt trận Việt Minh đã tạo ra bước ngoặt lớn của phong trào cách mạng trong nước. Trước không khí sục sôi đó, Nguyễn Bình hăng hái tìm đến các địa bàn trong vùng để bắt liên lạc, gây dựng tổ chức. Năm 1941, ông bí mật lên Hà Nội bắt liên lạc. Đến năm 1942, được Sứ ủy Bắc Kỳ phái lên Lai Châu tìm nguyên liệu chế tạo lựu đạn. Sau đó, tiếp tục được Trung ương giao thêm nhiệm vụ mua sắm vũ khí để cung cấp cho các đơn vị hoạt động ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Từ đó, Nguyễn Bình tìm gặp các bạn tù xưa, móc nối với các cơ sở cách mạng ở Hải Phòng, thành lập cơ sở Việt Minh trên địa bàn. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, sau khi biết tin Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương, nhận thấy thời cơ đã tới, Nguyễn Bình báo cáo kế hoạch xin cấp trên cho đánh đồn Bần Yên Nhân Hưng Yên. Với sự mưu trí dũng cảm của mình, ông đã cải trang thành sĩ quan Nhật rồi cùng đồng đội đóng giả làm tùy tùng, bình tĩnh tiến vào đồn giặc, khiến chúng không hề nghi ngờ. Do hiệp đồng chặt chẽ từ trước, với sự táo bạo, phối hợp từ trong ra ngoài, quân đội do Nguyễn Bình phụ trách đã nhanh chóng chiếm đồn, bắt gọn trung đội địch mà không tốn nhiều sức lực. Lúc này, khí thế chuẩn bị nghĩa quân giành chính quyền sôi sục trong cả nước. Mặc dù chưa có chỉ thị chính thức, song với sự quyết đoán, khả năng nắm tình hình hết sức nhạy bén, Nguyễn Bình và các đồng chí lãnh đạo trên địa bàn quyết định phát động cuộc tổng tiến công. Chỉ trong ngày 8 tháng 6 năm 1945, 4 đồn địch ở Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch đã bị tiêu diệt. Từ đây, chiến khu Trần Hưng Đạo ra đời.
Thắng lợi liên tiếp của chiến khu Đông Triều đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, Nguyễn Bình tiếp tục thay mặt ban lãnh đạo chiến khu triệu tập chỉ huy các trung đội du kích về tiến đánh Quảng Yên. Chỉ trong một đêm, đội quân đã làm chủ hoàn toàn tỉnh lỵ Quảng Yên và huyện Yên Hưng đều thuộc Quảng Ninh ngày nay. Đây cũng là địa phương đầu tiên ở miền Bắc được giải phóng trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong thắng lợi này, Nguyễn Bình đóng vai trò hết sức quan trọng. Vị thế của người thủ lĩnh xuất chúng tiếp tục được khẳng định. Đất nước độc lập chưa được bao lâu, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta tại Nam Bộ. Trước tình thế đó, với tài dùng người của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phái Nguyễn Bình, lúc đó đang giữ chức tư lệnh Ủy ban quân sự liên tỉnh Duyên Hải Đông Bắc vào Nam Bộ. Khi giao nhiệm vụ cho Nguyễn Bình, người nói, bác nghĩ rằng các lực lượng vũ trang trong đó cần một chỉ huy tài năng để tập hợp cán bộ địa phương lại. Nếu không, sẽ có thể xảy ra nạn thập nhị sứ quân rất tai hại trong lúc này. Người chỉ huy đó phải biết rõ miền Nam, lại phải là một người có đủ bản lĩnh thu hút những tay giang hồ kiểu Bình Xuyên. Chú có thể đảm nhận được vai trò đó không? Đáp lại niềm tin tưởng của bác Hồ, Nguyễn Bình dõng dạc. Bác đã tín nhiệm cháu xin nhận. Trước khi vào Nam, đại diện thành phố Cảng trao tặng Nguyễn Bình khẩu súng lục hiệu Quicker để làm kỷ niệm. Đáp lại những tình cảm thiêng liêng đó, ông nói, bác đã giao miền Nam cho Nguyễn Bình, thành phố Cảng tặng Nguyễn Bình khẩu súng này để hoàn thành nhiệm vụ bác giao. Nguyễn Bình thề với khẩu súng này, nếu để Nam Bộ mất, Nguyễn Bình sẽ chết với khẩu súng này. Nhận nhiệm vụ, một tháng sau, Nguyễn Bình đã có mặt tại Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày nay, để cùng với một số nhân vật lãnh đạo địa phương tổ chức họp bàn thống nhất các lực lượng kháng chiến. Tại đây, ông nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người và được bầu là tư lệnh giải phóng quân Nam Bộ. Nguyễn Bình tiếp tục tìm gặp Tô Ký và Trần Văn Trà, lúc này đang lãnh đạo Liên quân Bà Điểm, Hóc Môn, Đức Hòa để họp bàn đưa ra chủ trương xây dựng ngay căn cứ địa cách mạng lâm thời và tổ chức hội nghị gồm các lực lượng vũ trang ở khắp các tỉnh Nam Bộ để đoàn kết tất cả lại, dồn sức đánh Pháp. Sau khi nghe các ý kiến đề xuất, Nguyễn Bình quyết định chọn địa điểm xây dựng căn cứ là An Phú Xã, địa điểm hội tụ đủ những điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cùng với quyết định thành lập căn cứ địa, Nguyễn Bình còn chỉ đạo thành lập trường quân chính miền Đông ngày 12 tháng 12 năm 1945 với quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng đi đôi với đào tạo, cán bộ quân sự phục vụ cho cuộc kháng chiến lâu dài. Với cương vị hiệu trưởng trường quân chính và khu bộ trưởng khu 7, Nguyễn Bình đã chỉ đạo phân công phần lớn học sinh quân tỏa về các địa phương của Thủ Dầu Một, Biên Hòa để tổ chức phát động chiến tranh du kích, xây dựng chính quyền cơ sở. Trung tướng Nguyễn Bình khi hy sinh mới có 43 tuổi, một quãng đời không dài, nhưng có thể nói tên tuổi ông luôn luôn xuất hiện với cái tính tiên phong của nó. Ông thuộc lớp người thanh niên sớm giác ngộ và với lòng yêu nước, bắt đầu từ cái sự hấp dẫn của một cái trào lưu giải phóng dân tộc. Thời đó, đó là chủ nghĩa tam dân. Để ông dấn thân đi vào con đường cách mạng dưới ngọn cờ của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học trong tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và trước tất cả những cái diễn biến của thời cuộc, ông là thuộc lớp người tiên phong, là sẵn sàng thay đổi cái lý tưởng cách mạng của mình. Từ trong nhà tù của đế quốc, ông giác ngộ và ông dấn thân đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản cho đến ngày cuối cùng. Và với cái lý tưởng là mang cái sức trẻ của mình ra để bình thiên hạ, ông là người tiên phong trong để xây dựng cái lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng. Đứng trước cái thử thách thực dân Pháp trở lại, thì ông là người lính tiên phong và có mặt ở trên tuyến đầu của công cuộc kháng chiến bảo vệ thành quả cách mạng, chiến trường Nam Bộ. Đầy những thử thách cam go mà nhiều vị đã trình bày cho phong độ của mình. Và ông hy sinh. Có thể nói cái tính tiên phong ấy là cái yếu tố đặc trưng cho Trung tướng Nguyễn Bình.
Và cái động lực quan trọng nhất chính là lòng yêu nước. Chính lòng yêu nước chân chính ấy đã giúp ông ấy tiếp cận với tất cả những cái chân lý của thời đại, dám tự thay đổi mình và dấn thân đi theo cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Tháng 6 năm 1946, Nguyễn Bình được Trung ương Đảng phê chuẩn kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một người yêu nước tham gia Quốc dân Đảng, sau đó giác ngộ cách mạng, tham gia và tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền ở Hải Phòng, Hải Dương, nhận nhiệm vụ vào Nam Bộ tổ chức, chỉ huy cuộc kháng chiến rồi mới trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đó là con người Nguyễn Bình, một cốt cách, một bản lĩnh, một tài năng Nguyễn Bình. Chính những hoạt động đó của Nguyễn Bình cùng với uy tín của đồng chí trước đó đã tác động mạnh tới đông đảo nhân dân và tầng lớp trí thức. Họ khâm phục đồng chí ở tinh thần yêu nước, khí phách khẳng khái, tài năng tổ chức và chỉ huy chiến đấu. Đồng chí vẫn thường xuyên ra vào nội thành Sài Gòn, gặp gỡ nhân dân, gặp gỡ trực tiếp những trí thức yêu nước có cảm tình với kháng chiến. Theo Nguyễn Bình, nếu ngồi ở chiến khu mời họ ra thì sẽ ít hiệu quả. Tốt nhất là vào Sài Gòn, trực tiếp gặp gỡ họ thì việc vận động sẽ thuận lợi hơn. Đồng chí thành tâm và thẳng thắn chuyện trò, trao đổi với trí thức, vận động, thuyết phục họ. Và chính tấm lòng trung thực của mình, đồng chí đã cảm hóa và thu hút họ theo kháng chiến. Trước những cống hiến đóng góp quan trọng cho cách mạng, trong đợt phong quân hàm tướng đầu tiên, tháng 1 năm 1948, Nguyễn Bình đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm trung tướng, là trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thật tiếc khi tài năng đang độ chín, uy tín đang ngày càng dâng cao, ngày 29 tháng 9 năm 1951, Trung tướng Nguyễn Bình đã hy sinh trên đất bạn Campuchia trong chuyến công tác đặc biệt. Tháng 2 năm 1952, Chủ tịch ký sắc lệnh số 84, sắc lệnh truy tặng Trung tướng Nguyễn Bình huân chương quân công hạng nhất. Ông là người đầu tiên trong quân đội được nhận huân chương cao quý này. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Bình đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh. Ngày nay, tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, cùng với khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà thờ Trung tướng Nguyễn Bình tạo thành quần thể di tích, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân Hưng Yên. Tư tưởng cách mạng và tài năng quân sự của Trung tướng Nguyễn Bình không ai có thể phủ nhận được. Tuy không qua bất cứ một trường lớp đào tạo về quân sự nào, nhưng với tình yêu nước, yêu dân tộc, với tư duy nhạy bén, một bản lĩnh chính trị kiên cường, bất khuất, một tinh thần kiên quyết tiến công, táo bạo, quyết đoán, mưu trí, chớp thời cơ của đồng chí Nguyễn Bình đã để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo chỉ đạo quân sự của mình. Trung tướng Nguyễn Bình, người cộng sản kiên trung, vị tướng tài ba thao lược, mãi là niềm tự hào của miền quê văn hiến, anh hùng Hưng Yên.